buffet là một hình thức ẩm thực của phương Tây du nhập vào Việt Nam đã nhiều năm. Tuy nhiên, ăn buffet đúng cách vẫn là điều nhiều người chưa biết rõ. Và với cuộc sống hiện nay, nhiều người Việt đã thể hiện được cách ăn buffet lịch sự, văn minh và đúng cách. Đây là món cùi gà rút xương hầm với lại sốt nấm. Tiệc buffet được tổ chức vào buổi trưa và buổi tối. Mỗi bữa ăn buffet thường được gói gọn diễn ra trong 2 đến 3 tiếng. Các bạn nên đến sớm khi mới bắt đầu để có đủ thời gian vừa ăn vừa thư giãn và như thế mới có thể lựa chọn và thưởng thức nhiều món ngon. Thời gian phổ biến nhất để ăn buffet là vào buổi tối. Tuy nhiên, giá có đắt hơn một chút nhưng đồ ăn phong phú và tươi ngon hơn. Đầu tiên, khi đến nhà hàng, bạn không nên lấy ngay bát dĩa để chọn thức ăn, mà nên đi một vòng xung quanh xem thực đơn buffet hôm đó có những món gì và vị trí các món đó ở đâu. Khi đó, trong đầu bạn đã chấm sẵn các món dứt khoát ăn, kế đến là các món dự định thử cho biết. Bình thường thì các món ăn sẽ được chia thành từng quầy khác nhau, tùy thuộc vào đặc trưng và cách chế biến của các món ăn đó. Ví dụ các món salad, khai vị sẽ được chia thành một quầy riêng. Các món nóng như mì, bún, phở sẽ được chia thành một quầy khác. Bạn cần nhớ là các nhà hàng đều để các dĩa thức ăn ở ngay dưới quầy buffet chứ không để trên. Trông sẽ không được đẹp và có thể gây nên đổ vỡ đáng tiếc. Sau khi kết thúc một vòng, thì bạn hãy lấy dĩa và chọn cho mình các món khai vị đầu tiên. Món hấp, luộc, súp sẽ tốt cho bạn hơn. Hạn chế các món quá nhiều chất béo như thịt mỡ, món chiên quay, nhất là món tẩm bột chiên. Chọn thịt nạc, thịt gia cầm, các loại cá và hải sản một cách vừa đủ. Bạn nên ăn ít các món nhiều muối như thịt xông khói, các món kho mặn. Trước những món ăn lạ, bạn nên thử. Nếu nếm thử thấy được thì hãy ăn thật. Đừng thấy món ăn trông bắt mắt mà lấy thật nhiều, bởi nếu không hợp khẩu vị sẽ rất phí. Thực tế cho thấy, nhiều người khi ăn buffet thường lấy nhiều thức ăn kết hợp nhiều món, hoặc thích ăn món gì thì ăn nhiều món đấy. Chúng sẽ khiến bạn no nhanh chóng, không thưởng thức được những món ngon khác. Hai món gì anh? Hôm nay món gì đây? Dạ, chi bát anh. Bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ. Bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ hả? Anh chàng này đang làm bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ đây. Kiểu bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ rất là lạ.
là cái gian hàng phở. Cái này là món gì ạ? Cái này món gì ạ? Mình đang làm món đó món gì ạ? À, mì Ý hả? Nguyên tắc là sau khi xác định được những món ăn thì bạn nên theo thứ. Đầu tiên, chọn các món ăn khô trước như gỏi, nộm, salad sẽ kích thích vị giác và tiêu hóa. Tiếp đó là các món luộc, món nướng, món trộn, món chiên xào và các món giúp no bụng như cơm, mì, bún, miếng, phở. Cuối cùng là các món tráng miệng. Bạn cần lưu ý, không nên ăn nhiều các món cơm chiên, mì xào, phở bún, dễ làm bạn no nhanh. Những món này ở bên ngoài với giá rẻ, nó sẽ làm bạn mất cơ hội thưởng thức nhiều món ngon khác. Bạn nên ăn chậm rãi, từ từ để thưởng thức món ăn, không nên lấy quá nhiều một món ăn, kể cả đó là món mình ưa thích nhất. Vì dạ dày của bạn thì có hạn mà lại có những món ăn khác chờ bạn thưởng thức nữa. Ở Việt Nam, nếu người nào thường đi ăn buffet sẽ thấy phong cách phục vụ buffet của các nhà hàng đã thay đổi, điều chỉnh. Từ việc ban đầu ăn thoải mái, lấy thoải mái, cho đến nay giới hạn từng món nhỏ, dĩa nhỏ. Không nên lấy quá nhiều rồi bỏ, ăn bao nhiêu, lấy bấy nhiêu. Lấy không quá 2 đĩa cùng lúc, mỗi đĩa chỉ nên có khoảng tối đa 2-3 món. Điều đó thể hiện một phần văn hóa của bạn. Nó không chỉ giúp bạn có cơ hội thưởng thức những món khác mà còn tránh lãng phí thức ăn. Không chen lấn tranh giành, không nên có tâm lý ăn cho đủ tiền. Bạn không nên uống bất kỳ loại nước uống công nghiệp dù nhà hàng khuyến mại, vì chất có đường tạo cảm giác no nhanh, chán nhanh, khiến bạn không thể dùng được các đồ ăn khác ngon miệng. Chỉ nên uống sinh tố, nước ép hoa quả, nước lọc. Mỗi lần đứng lên để lấy đồ ăn mới, bạn không cần dùng chiếc đũa cũ đã dùng để tiếp tục lấy các món khác, vì nhà hàng đã chuẩn bị rất nhiều đĩa, muỗng, đũa, dao, nĩa. Nhà hàng buffet thường đông người và ăn cùng một lúc, có thể là cùng một món. Bạn hãy chờ người khác lấy thức ăn xong rồi sẽ đến lượt mình,
không nên chen lấn, xô đẩy, tranh giành, làm xấu hình ảnh. Đồ tiệc buffet thường nhiều, bạn không lo hết đồ ăn. Nếu vơi, những nhân viên bếp ngay lập tức sẽ tiếp thêm đồ ăn. Bạn không nên lấy giúp thức ăn cho bạn bè, mặc dù đó có thể là món ăn trông rất ngon và bạn cũng muốn gia đình mình thưởng thức. Hãy để họ tự thưởng thức và thoải mái lựa chọn. Không nên ngậm đĩa, thìa cũng như là quơ dao, dĩa trước mặt người khác trong lúc ăn. Khi bạn đã ăn hết thức ăn trên đĩa, bạn nên gác chéo muỗng và đĩa theo hình chữ X. Nếu bạn gác chéo muỗng và đĩa theo hình chữ X lên đĩa là bạn đã dùng xong món đó và người phục vụ sẽ tự động đến thu dọn. Một mẹo vặt dành cho những ai lần đầu tiên đi dự buffet đó là hãy quan sát cách ăn của người khác rồi mới tham gia vào tiệc. Người ta chỉ chê bạn không sành ăn chứ không chê bạn ăn chậm. Còn nếu lúng túng thì bạn có thể nhờ nhân viên phục vụ hoặc quản lý nhà hàng chỉ dẫn. Và có thêm một số lưu ý là bạn không nên đi ăn buffet khi nào. Đó là khi đi một mình, eo hẹp về thời gian, tâm trạng không thoải mái hay bạn là người kén ăn. Và với những cách thưởng thức buffet như thế này, chúc bạn sẽ có một bữa dùng buffet ngon miệng, có văn hóa, văn minh nhé.